7 con ma nguy hiểm và đáng sợ nhất Việt Nam. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, thế giới tâm linh Việt Nam luôn chứa đựng rất nhiều những sự kiện huyền bí, khiến cho các nhà khoa học luôn cố gắng để giải thích chúng một cách thỏa đáng nhất. Trong đó, từ những câu chuyện về hồn ma hay những con ma đáng sợ được rất nhiều người kể lại. Mặc dù chưa biết thực hư về sự tồn tại của chúng ra sao, nhưng nghe kể thôi cũng đủ khiến bất cứ ai cũng cảm thấy lạnh hết cả sống lưng. Và trong video ngày hôm nay, xin mời quý vị hãy cùng kênh Phong thủy Gia Cát tìm hiểu và khám phá ngay 7 con ma vô cùng đáng sợ. Hãy xem hết video ngày hôm nay, đừng quên bình chọn cho con ma mà mọi người cảm thấy ám ảnh nhất. Không để mọi người phải chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy bắt đầu chương trình ngay bây giờ. Vị trí đầu tiên đó chính là ma gà. Các bạn thân mến, ma gà được những người dân tộc miền núi nuôi trong nhà như một lá bùa hộ mệnh. Được biết, ma gà hay còn gọi là ma chài hoặc ma ngũ hải có nguồn gốc từ một số dân tộc miền núi Lạng Sơn. Đây là con ma chứa nhiều bí ẩn nhất vì nó được người dân tin rằng chúng có tác dụng như một lá bùa ngải, giúp đem lại may mắn cho gia chủ hoặc yểm những thứ kẻ thù xấu từ xa. Kẻ bị nguyền rủa có thể gặp phải trăm điều xui xẻo. Theo như những người dân tại khu vực này kể lại thì chẳng biết hình thù của con ma trông ra sao mà chỉ biết rằng ma gà rất lợi hại, nhưng không phải ai thích nuôi cũng được. Ma gà phải được đặt trong một cái hũ để ở xó xỉnh, tăm tối và kín đáo nhất của ngôi nhà. Cứ mỗi tháng một lần phải cúng tế ma gà, nếu không nó sẽ nhập vào gia chủ, coi như là đồ thế mạng, đúng là một con ma đáng sợ. Vị trí thứ hai đó chính là ma rừng. Chuyện con ma rừng từng là nỗi ám ảnh bao đời của hầu hết người dân tộc thiểu số Tây Nguyên. Con ma rừng là nơi mà bất cứ ai bước vào cũng nổi da gà. Theo như người trong làng Sơ Mâm Tây Nguyên kể lại, cách đây nhiều năm, có một cô gái trẻ đẹp trong làng bỗng nhiên biến mất. Sự việc lan ra nhanh chóng, dân làng bắt đầu xì xào do cô gái đi lạc vào rừng ma. Từ đó, đàn bà con gái trong làng không ai dám đi vào rừng hay đi một mình lên dãy, tất cả đều đóng cửa nhà, tụ tập bàn về chuyện cô gái mất tích. Bên cạnh đó, câu chuyện trở thành con ma rừng là một người đàn ông chết trước ngày cưới vài hôm. Vì bệnh, anh ta cô đơn nên thường tìm bắt những cô gái trẻ xinh đẹp có khuôn mặt giống như vợ chưa cưới của mình về bầu bạn. Rồi thì có câu chuyện khác rằng cô gái này đã đi vào rừng ma, phạm phải, mạo phải người chết nên bị ma rừng bắt về rừng phạt. Sau này, cô gái đã được làm ma, cứ thấy đàn bà con gái đi ngang qua bìa rừng gần nghĩa địa của làng thì nó sẽ bắt về làm bạn. Câu chuyện một đồn 10, 10 đồn trăm lan nhanh như một cơn gió. Nói chung đêm hôm thì tốt nhất là ở nhà, vào rừng làm gì để ma nó hốt đi. Thứ ba, một con ma mà chắc chắn tuổi thơ người nào cũng hay thường biết, cởi chuồng tắm sông, ma đa. Nếu mọi người đã từng đi bơi ở sông Hồ mà cảm thấy có thứ gì đó kéo chân mình xuống, đó không phải là rong rêu bình thường. Ma đa là một loài ma chuyên sống ở vùng sông nước và chuyên đi hại người. Chúng sẽ đợi cho những người bơi một mình ở vùng sông Hồ hoang vắng, nó sẽ xuất hiện, kéo cẳng chân của nạn nhân rồi lôi xuống nước sâu khi đang bơi, khiến cho họ bị đuối nước và chết. Có nhiều người còn mô tả rằng nó có màu xanh và trơn nhớt khiến cho nạn nhân thoát nạn, mô tả nó giống với rong rêu cuốn vào chân khiến họ bị gặp nạn. Nhưng dù có loại ma này thật hay không thì câu chuyện về ma đa cũng đủ để hù dọa rằng việc tắm ở các vùng sông hồ là vô cùng nguy hiểm. Vị trí thứ tư, âm binh. Đã bao giờ bạn tự hỏi rằng hồn ma thời phong kiến mà không có chỗ chôn thì thường sẽ lưu lạc về đâu hay không? Điều đó sẽ được lý giải ngay sau đây. Là những oan hồn uổng tử bị chết oan khi chết trận không được chôn cất đàng hoàng, pháp sư sẽ tới những nơi ma tha thụ địa, hay những chiến trường xưa cũ để thu những oan hồn đó làm âm binh, dân trong nghề gọi là bước thu binh. Âm binh rất nguy hiểm, có thể phản chủ bất cứ lúc nào, người bị phản chủ có thể bị vặn cổ tới chết ngay lập tức. Âm binh cơ bản được chia thành 3 dạng là âm binh thường, xoáy vong hoặc quan vong và mạnh nhất là đế vong. Đế vong là mạnh nhất và hiếm nhất, đó là oan hồn của những vị vua bị phá lăng mộ, bị phế truất, thi thể bị trấn yểm, thành ra phải lang thang.
đề vong có sức mạnh rời non, lấp biển. Trong giới pháp sư, chưa ai thu phục được nó. Tiếp theo là quan vong và xoáy vong, đỉnh cao trong nghệ thuật luyện âm binh. Loại binh này là oan hồn của những vị tướng chết trận, nhưng linh khí vẫn còn uy lực. Tuy thua đề vong này rất nhiều, nhưng không bị kém phần lợi hại. Tương truyền, ai thu phục được một trong hai loại binh này sẽ có hơn vạn âm binh khác tự khắc đi theo, nhưng mà phải đánh đổi cả bằng tính mạng mới có thể thu phục. Tiếp theo, chúng ta cùng đến với một con ma khiến cho không ít người phải run rẩy và khiếp sợ. Vị trí thứ 5, hổ tranh. Nhiều người vẫn lầm tưởng rằng hổ sẽ tấn công con người bất cứ lúc nào, nhưng thực tế thì không phải con hổ nào cũng thịt ăn thịt người đến vậy. Tuy nhiên, có một con hổ trong dân gian sẽ khiến cho cả người chết lẫn người sống phải khiếp hãi khi gặp phải. Tương truyền rằng, hổ tranh là một con hổ xám đã ăn thịt hơn 100 người. Hổ tranh có tay gồm hơn 100 vạch đỏ ngoằn ngoèo và nó dùng để đánh dấu số người đã bị nó làm hại. Những người bị chúng ăn thịt sẽ biến thành ma tranh. Con hổ đi đâu, chúng sẽ đi theo đó dẫn dụ các con hổ ăn thịt người khác để chúng đi đầu thai. Hổ tinh xám chỉ chịu thua những con hổ trắng sống lâu năm trong núi. Theo dân gian, nếu nhà có người bị hổ ăn thịt mà lấy lại được xác thì phải lập đàn thi pháp 3 ngày 3 đêm để cướp hồn khỏi tay hổ tranh. Mặc dù chỉ là truyền thuyết, nhưng đây đúng là một câu chuyện khiến cho không ít người đi vào rừng phải khiếp sợ. Thứ 6. Một con ma thường xuyên xuất hiện trong các nghĩa địa làm ma chơi. Chắc hẳn nhiều người đã từng nghe đến việc ma chơi và thậm chí nó còn rất nổi tiếng trong các cuốn sách khoa học để giải thích về loại ma quỷ này. Ma chơi được người xưa kể lại rằng chúng vốn được tạo thành từ xương cốt của người chết, mang hình dáng là những ngọn lửa xanh đông đưa thường xuyên xuất hiện tại các bãi tha ma vào những đêm mùa đông tối tăm. Chúng thoát ẩn, thoát hiện, khi tỏ, khi mờ và rất thích bám theo người. Dù chúng chẳng làm hại ai, nhưng việc xuất hiện của chúng cũng khiến cho không ít người kinh sợ. Nhưng hiện tượng ma chơi cũng được rất nhiều nhà khoa học giải thích rằng đó chỉ là việc phốt pho cháy và có khi gió thổi thì chúng bám theo ta như ma đuổi. Nhưng mà như thế nào thì đi qua bãi tham ma mà gặp phải loại ma này thì chắc chắn mọi người cũng phải chạy bán sống, bán chết. Cuối cùng là con ma mà thường dùng để canh giữ nhà cửa, vị trí thứ 7, ma xó. Quý vị thân mến, những người dân tộc thiểu số nổi tiếng với các loại bùa chài khiến cho nhiều người phải khiếp sợ. Và một trong những việc làm đó là họ nuôi ma trong nhà để canh giữ nhà cửa và của cải. Ma xó có nguồn gốc tại một vùng thượng du Tây Bắc tại xứ Mãn Mèo. Khi trong nhà có người chết thì họ sẽ được các thầy mo bó xác cho cứng lại rồi đưa vào một cái quan tài bỏ vào một góc tối trong nhà. Nghe cứ như là xác ướp Ai Cập. Nhưng điều đáng sợ tiếp theo, các thầy mo sẽ cúng cơm cho ma ăn mỗi ngày, ngày nào cũng gọi tên của nó cho đến khi hai người có thể nói chuyện với nhau bằng năng lực siêu nhiên, rồi dạy nó có khả năng giữ nhà cửa cho gia đình. Ma xó có thể bảo vệ của cải gia đình mà đến cả thằng trộm cũng chả dám động vào vì chúng có thể bẻ gãy cổ của một người trưởng thành dễ như vặn cổ gà. Hoặc thậm chí chúng có thể làm cho kẻ trộm cắp phải nôn ra máu mà chết cứng. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng tìm hiểu về 7 con ma nguy hiểm và đáng sợ nhất Việt Nam. Mọi người nghĩ sao về chúng và thấy con ma nào đáng sợ nhất? Hãy comment bên dưới để cùng chia sẻ với chúng tôi. Mọi người đừng quên like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.